Em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Thì em đã tiếp tục mang đến cho các bác một cái mẫu dây loa. Thì cái mẫu dây loa này á, các bác nào mà đang sử dụng dàn công suất lớn nè, hoặc là dàn sân khấu sự kiện, thì các bác có thể tham khảo thêm cái mẫu này, tại vì nó có thể chịu được những cái dàn loa công suất lớn. Tại vì tại sao nó truyền tải được như vậy thì em sẽ cho các bác xem. Tại vì cái lõi của cái mẫu dây loa này á, nó rất là to. Đấy. Thì em sẽ cho các bác xem sơ về cái hình thức ở bên ngoài. Thì những cái dòng dây bãi á, thì bề ngoài của nó sẽ hơi dơ chút xíu như thế này, thì các bác có thể thấy. Thì khi mà bên em làm thành bộ thì bên em sẽ lau chùi sạch sẽ để cho các bác về có một cái bộ dây loa mới hơn, cũng như là về cái chất lượng bên trong của những cái mẫu dây loa này á, thì nó sẽ không hề bị ảnh hưởng gì. Đấy, đây để cái mã của dây Hitachi. Thì cái dòng dây loa này nó rất là to, nó to hơn cả ngón út và nó gần bằng cái ngón bắp út. Đấy, rất là to. Thì nó rất là cứng cáp. Và về cái lõi dây bên trong nè, về cái vỏ dây bên ngoài, nó đều rất là chất lượng. Đấy, đây em cũng đã tước sẵn rồi để tránh mất thời gian của các bác. Thì đây các bác có thể thấy cái vỏ bên ngoài của nó rất là dày. Đấy, nó rất là dày, vừa dày cũng như là vừa dẻo dai, có thể đảm bảo được cho các bác khi các bác đốt sâu tường hoặc là sau sân loa của mình, nó không có bị tránh được những cái trường hợp như là bị gãy dây nè, hoặc là bị dập dây. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Thì các bác nào mà sử dụng những cái dàn công suất lớn á, thì cũng biết được những cái dòng dây loa muốn chịu được nó thì phải có rất là to, cũng như là về cái độ truyền tải của những cái dòng dây đó, nó cũng phải mang cái tính chất là truyền tải tốt nè, chi tiết nè. Và tiếp đến nó sẽ có một cái lớp lưới chống nhiễu rất là dày dặn và không thể nào thiếu đi được những cái lớp giấy chống ẩm cũng như là những cái lớp dây dù để bảo vệ được cái lõi dây bên trong. Nó sẽ giúp những cái dây bên trong không có bị gãy nè, cũng như là chất lượng bên trong sẽ không bị ảnh hưởng gì, tránh được trường hợp dập dây nữa. Đấy, thì đây thì các bác có thể thấy rất là to. Một lõi dây nó sẽ rơi tầm khoảng từ 2 ly đến 2 ly rưỡi cho một lõi dây. Đấy, và trong cái mẫu dây loa này nó chỉ có 4 lõi như thế này thôi: đen, trắng, xanh và đỏ. Đấy, các bác có thể đánh các bác có thể sử dụng những cái dàn BY, thì các bác có thể sử dụng là 1 ra 4 hoặc là 4 ra 4 chẳng hạn, hoặc là với cái được những cái dòng dàn loa thường á, thì các bác sẽ sử dụng theo kiểu là mỗi bên 22 như thế này. Đấy, thì các bác sẽ xoắn lại chia âm dương. Đấy, và như các bác thấy đây rất là dày dặn, và em sẽ tước luôn cái lõi dây bên đây. Đấy, các bác thấy những cái lõi dây, mỗi lõi dây nó sẽ có rất là nhiều sợi dây khác nhau, cũng như là nhiều cái tợi, những cái tao dây nó quấn lại với nhau như thế này. Thì những cái độ truyền tải nè, độ mà tiếp xúc khi mà nó từng tao dây như thế này nó rất là chi tiết, cũng như là nó sẽ giúp âm thanh của mình rất là vượt trội. Đấy, như các bác thấy đây, những từng lõi dây nó rất là nhỏ, rất là li ti. Những cái dòng dây loa càng nhỏ càng li ti như thế này á, thì cái độ truyền tải của nó rất là chi tiết, cũng như là truyền tải tốt. Đấy, rất là chi tiết, rất là nhỏ như thế này, lõi đồng mà bạc. Và những cái dòng dây lõi đồng mà bạc như thế này thì nó sẽ truyền tải đều có ba giải luôn. Thì anh em nào sử dụng những dàn công suất lớn, dàn sân khấu này, sự kiện đó, hoặc ở gia đình mà sử dụng dàn công suất lớn á, thì các bác có thể nâng cấp cho mình một cái bộ dây loa mới với cái hình thức như thế này. Âm thanh sẽ nghe chất lượng hơn. Và mẫu dây loa này hiện tại bên em đang có giá là 260.000 trên 1 mét. Thì các bác có thể liên hệ với một số điện thoại là 0935980281, đó cũng là số Zalo, hoặc là các bác có thể đến địa chỉ trực tiếp là 134 xe 26 đường Nguyễn Thị Tập, phường Bình Thuận, quận 7. Thì các bác có thể đến mình sẽ tư vấn chi tiết hơn về những cái sản phẩm ở bên em. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.